Xin chào mừng quý cô chú anh chị yêu mai cây kiểng bonsai trên toàn quốc. Tôi quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mình Hậu Giang ạ. À, hôm nay kênh có ghé chỗ của bạn Diễm Thúy quý cô chú anh chị. À, hôm nay cũng như mọi khi Diễm Thúy cũng giao lưu với cô chú anh chị một số cây mini để bàn với cô chú anh chị. Hôm nay có giả bạch kim nè, hoa hồng nè, họ hương đại lộc rồi ha quý cô chú anh chị. Rồi cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ Diễm Thúy giống như ủng hộ kênh trong thời gian qua. Hy vọng hôm nay quý cô chú anh chị tìm được cây ưng ý ha. Rồi giờ em xin vô để gặp Diễm Thúy luôn ha, để Diễm Thúy báo giá nha quý cô chú anh chị. Rồi xin chào Diễm Thúy. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay em quay trở lại kênh để giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số giống mai bên em ha. Hôm nay em giao lưu có giỏ bạch kim, cúc hoa hồng, cúc thọ hương ha. Cũng mong quý cô chú anh chị yêu mến và ủng hộ cho em nha. Liên hệ với em qua số điện thoại là 0982223575, thì đó cũng là số Zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị. Tạm biệt. Rồi vô cây mã số đầu tiên. Đây là một cây giỏ bạch kim hả? Dạ đúng rồi anh, cây này là cây giỏ bạch kim nha. Giỏ bạch kim dáng lùng lực nha quý cô chú anh chị. Nhỏ mày hoành cũng to nha quý cô chú anh chị. Cây này cái đế cũng quái nha quý cô chú anh này, chị. Này cây đầu tiên mã số mấy ta? Dạ mã số X1. X1 nha quý cô chú anh chị. X1 giỏ bạch kim ha. Cây này em ghép được 4 bo ha quý cô chú anh chị. Hoành em đo ở vị trí này là 19 nha quý cô chú anh chị. Cao là 32. Tán ngang là 38 ha. Cây X1 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 500k ha quý cô chú anh chị ơi. 500k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Mã số X1 500.000 nha quý cô chú anh chị ơi. Dạ tiếp theo là mã số X2 cũng là một cây giỏ bạch kim đó ha quý cô chú anh chị. Cây này thì em ghép được 3 bo ha. Bo này già bùa ha quý cô chú anh chị. Em đôn tàn lại nên nhìn cái tàn nó hơi nhỏ mà ra thêm cơi nữa là xâm xê luôn ha. Cây nhỏ hoành cũng lực theo quý cô chú anh chị. Hoành cũng lớn. Hoành em đo vị trí này 18 nha quý cô chú anh chị. 18. Cao là 32. Tán ngang là 43. Cây mã số X2 giỏ bạch kim này em giao lưu với mình là 550k ha quý cô chú anh chị. 550k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 550 quý cô chú anh chị. Mã số X2. Rồi. Tiếp theo là mã số X3 ha quý cô chú anh chị. X3 là một cái cúc hoa hồng ha. Cúc hoa hồng dáng bonsai đẹp quý cô chú anh chị ơi. Hoành em đo vị trí này 16 nha quý cô chú anh chị. Này cũng có bộ đế đẹp ha. Cao là 43. Tán ngang là 48 ha. Cây này dáng đẹp nha quý cô chú anh chị, thay cái chậu mini xinh xinh nữa là để vô để bàn hết sảy ha. Cây này em ghép được 4 bo nha quý cô chú anh chị. Mã số X3 cây cúc hoa hồng này em giao lưu với mình là 550k ha. 550 luôn quý cô chú anh chị ơi. Giá giao lưu dễ chơi ha. Rồi. Dạ, X4 là một cây hoàng huyết long nha quý cô chú anh chị. Cây này em ghép được 5 bo ha. Hoàng huyết long mã số X4. Hoành em đo vị trí này 17 ha quý cô chú anh chị. Cao là 48. Tán ngang là 53. Cây hoàng huyết long mã số X4 này em giao lưu với mình là 500k ha. 500k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 500k nha quý cô chú anh chị mã số X4. Hoàng huyết long này ghép được nhiêu bo em? Dạ 5 bo anh. 5 bo. Bo ghép bằng ngón tay út của em hết ha quý cô chú anh chị. Rồi đổi cây mã số X5. X5 là một cây cúc hoa hồng 5 bo luôn, em ghép được 5 bo ha. Bo ghép bằng ngón tay của út của em hết ha quý cô chú anh chị. Nó khích gịch cái tàn trên luôn ha. Hoành em đo vị trí này gần 17 ha quý cô chú anh chị. Cao là 39. Tán ngang là 43. Mã số X5 cây cúc hoa hồng này em giao luôn mình là 600k ha. 600k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 600 nha quý cô chú anh chị. Mã số X5 một cây cúc hoa hồng. Rồi đợi cây. Rồi dạ. Tiếp theo X6 là một cây giỏ bạch kim ha quý cô chú anh chị. Cây này em ghép được 3 bo ha. Cái đế nó cũng quái cây lắm nha quý cô chú anh chị ơi.
Quà em đo vị trí này 19 nha quý cô chú anh chị. Cao là 35. Tán ngang là 41 ha. Mã số X6 căn giảo bạch kim em giao lưu với mình là 550k ha. 550 quý cô chú anh chị, X6 giảo bạch kim. Rồi đổi cây. X7. Dạ cây này cây X7 ha quý cô chú anh chị. Cúc thọ hương ha. Cây này em ghép được 5 bo nha quý cô chú anh chị ơi. Một cây cúc thọ hương ha, cái đế nó cũng quái cây lắm quý cô chú anh chị. Này có bộ đế cũng đẹp ha. Đế nơm ha. Hoành em đo vị trí này 16 ha. Củ nở chỗ này em đo được 20 nha. Chiều cao là 39. Tán ngang là 63 ha quý cô chú anh chị. X7 cây cúc thọ hương này em giao lưu với mình là 600k. 600k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. X7 600k một cây cúc thọ hương ha quý cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây. Cúc hoàng đế ha quý cô chú anh chị. X8 cúc X8, hoàng đế. Cúc hoàng đế. Em ghép cây này được 5 bo ha. Bo già mùa hết nè quý cô chú anh chị ơi. Tàn ấm hiểm luôn nha quý cô chú. Cái hoành này nó khum khum chỗ này cũng khéo cây lắm ha quý cô chú anh chị. Em đo vị trí này là 17 rưỡi ha, gần 18 rồi nha quý cô chú anh chị ơi. Chiều cao cây là 44. Tán ngang là 47 quý cô chú anh chị ơi. Cây cúc hoàng đế mã số X8 này em giao lưu với mình là 600k ha. 600k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 600k quý cô chú anh chị. X8. Rồi xuống cây. Cây cúc hoàng đế ha quý cô chú anh chị. X9. Một cái cúc hoàng đế. Cây này thì em ghép được 4 bo. Này dáng siêu siêu nghiêng nghiêng nha quý cô chú. 4 bo lớn, 5 6 7 bo ha, tại vì nó hai được ha. 7 bo. Cây này dáng xiên xiên ha quý cô chú anh chị. Cây này già cây ha. Hoành em đo vị trí này 17 nha quý cô chú anh chị ơi. Cao là 35. Tán ngang là 52 ha. Cây cúc hoàng đế mã số X9 này em giao lưu với mình là 550k ha quý cô chú anh chị. 550k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Cũng 550 luôn nha quý cô chú anh chị ơi. X9. Giá hữu nghị về quý cô chú anh chị dễ chơi dễ lựa ha. Rồi đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số X10 nha quý cô chú anh chị. X10 là một cây cúc hoa hồng ha. Hoa hồng thanh tú ha quý cô chú anh chị ơi, X10. Cây này em ghép được 4 bo ha. Hoành em đo vị trí này 15 nha quý cô chú anh chị. Cao là 38. Tán ngang là 50. Mã số X10, cây cúc hoa hồng này em giao lưu của mình là 550k ha. 550k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 550k. Cây này em ghép được 4 bo già mùa hết rồi quý cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thanh tú nha quý cô chú anh chị. Rồi đổi cây. X11. X11 là một cái cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Cúc cam. Dạ X11 là một cây cúc cam nha quý cô chú anh chị ơi. Cây này cúc cam em ghép được 2 bo ha. Bo ghép thì cũng bằng ngón tay út của em mà quý cô chú anh chị. Cũng già mùa ha. Hoành em đo vị trí này 18 hết quý cô chú anh chị. Đế nó cũng nở ha, cũng chảy đế ha. Cao là 44. Tán ngang là 60 ha. Mã số X11 cúc cam này em giao lưu với mình là 500k. 500k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. 500k mình có một giống mới mình gây ha quý cô chú anh chị. Gây được cũng nhiều bo lắm ha. Rồi đổi cây. X12 là một cây cúc hoàng đế nha quý cô chú anh chị ơi. Cây này em ghép được nhiêu bo đây? 1, 2, 3, 4, 5 bo. Cúc 5 hoàng bo. Đế. Bo già mùa hết trơn quý cô chú anh chị ơi. Trên đây nè, bo giáp cái mặt cắt hết trơn. 5 bo nó rủ xuống tròn ẩm luôn ha quý cô chú anh chị. Là tàn ấm kính mít hết trơn nha quý cô chú. Hoành cây này em đo 17 ha. Cao là 38. Tán ngang là 55.
Mã số X12 cây cúc hoàng đế cây này em giao lưu mình là 650k hết quý cô chú anh chị ơi. 650k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 650 cúc hoàng đế quý cô chú anh chị, mã số 12. Mã số X13 là một cây hoàng quyết long nha quý cô chú anh chị. Cây này khéo cây lắm ha, nó khum khum cái đế cái lưng chỗ này tròn do ha. Nhìn như thú ngồi nha quý cô chú. Nhìn như thú ngồi, nó có cái đuôi hai cái chân hai bên ha. Nhìn cây này cũng khéo cây lắm quý cô chú anh chị ơi. Cây này em ghép được mấy bo ta? Được 5 bo hết quý cô chú anh chị. Này thì nó đang đôn tàn lại nên nó nhìn nó hơi nhỏ rồi chứ này nó ra thêm cơi lá nên là tròn ẩm luôn á. Cây này nhỏ nhỏ mà khéo cây quá nè. Hoành em đo vị trí này 16 hết quý cô chú anh chị. Đo cái lưng nở của nó chỗ này là 19 ha. Cao là 31. Tán ngang là 35. Cây X13, cây hoàng quyết long này em giao lưu với mình là 500k ha. 500k thôi, em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. 500k. Bông hoàng quyết long cũng đẹp lắm nha quý cô chú anh chị, nó không nhị, nhìn nó cũng dễ thương lắm ha. Thầy dáng nhìn khéo ha, mà nhìn giống như cô gái đang ngồi chờ người yêu cũ hơn. Cái lưng nó già, nó lên nha me chỗ này luôn nè quý cô chú anh chị. 14 cũng là một cây hoàng quyết long nha quý cô chú anh chị ơi. Cây này thì nhiều bo hơn ha. Em ghép được tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 bo luôn ha quý cô chú anh chị. X14. X14 là một cây hoàng quyết long. Cây này em ghép được tới 11 bo lần ha. Ấm hỉnh cái tàn luôn này. Ra thêm cơi lá nữa là xâm xê luôn á. Hoàng em đo vị trí này 15 hết quý cô chú anh chị. Cao là 44. Tán ngang là 56 hết quý cô chú anh chị ơi. Cây X14 hoàng quyết long này em giao lưu với mình là 650k ha. 650k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 650 quý cô chú anh chị ơi. Theo là X15 hết quý cô chú anh chị. X15 là một cây cúc hoa hồng ha. X15. 1 2 3 4 bo heo quý cô chú anh chị. Bo ghép bằng ngón tay út của em heo quý cô chú anh chị ơi. Cây này cái cây cũng già cây lắm mình. Cái đế nó cũng nở ha. Hoành em đo vị trí này là gần 18 nha. Cái hoành đế này. Được tới 35 lần heo quý cô chú anh chị. Chiều cao là 40. Tán ngang là 45 hết quý cô chú anh chị. Cây cúc hoa hồng X15 này em giao lưu mình là 550k ha. 550k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 550 nha quý cô chú anh chị. Cúc hoa hồng mã số X15 ha. Rồi. X16. Em ghép được 4 bo hết quý cô chú anh chị ơi. Cây này nó khum khum khéo cây lắm hết quý cô chú anh chị. Đế nở nữa ha. Sát này to nè. Em đo vị trí này là được 26 nha quý cô chú anh chị. Cây này hoành to nha quý cô chú ơi. Cao là 63. Tán ngang là 52 ha. Mã số X16 cây cúc hoa hồng này em giao lưu với mình là 700k ha. 700k em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha cô chú anh chị ơi. 700k. Cây này quái cây lắm ha. Khum khum cũng có duyên lắm quý cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. X17 hả quý cô chú anh chị. X17 là một cây hoàng quyết long hả quý cô chú anh chị ơi. Một cây hoàng quyết long dáng bay bay ha quý cô chú. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo hả quý cô chú anh chị. Hoành em đo vị trí này 16 hết quý cô chú anh chị. Chiều dài của con thú nằm là 22 ha. Chiều cao nó 24. Tán ngang là 52 quý cô chú anh chị ơi. Cây X17 hoàng quyết long này em giao lưu mình là 600k ha. Cây này như con thú nằm dài đó quý cô chú anh chị. Thứ 8 là một cây cúc hoa hồng nha quý cô chú anh chị ơi.
Dạ em cây này thì em ghép được 4 bo. Cây này thì đế nở ha. Quỳnh em đo vị trí này 21 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là 30. Tán ngang là 44 quý cô chú anh chị ơi. Cây X18 cúc hoa hồng này em giao luôn mình là 500k thôi ha. 500k. 500k quý cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Xuống giờ đây xíu. Chính là một cây cúc hoàng đế nha quý cô chú anh chị. X19 là một cây cúc hoàng đế 1 2 3 4 cúc 5 hoàng 6. Đế. Em ghép được 6 bo tròn ẩm hết trên luôn ha quý cô chú anh chị. Xong nó rủ xuống bò. Là tròn như trái banh long luôn á. Trái banh long nữa. Cái đế này em dẹt lên cho quý cô chú anh chị mình thấy cây cây cũng có đế lắm ha. Hoành em đo vị trí này là 16 gần 17 luôn ha quý cô chú anh chị. Cao là 38. Tán ngang là 50 ha. X19 cây cúc hoàng đế này em giao luôn mình là 650k ha quý cô chú anh chị ơi. 650k em bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha. Mặt bông cúc hoàng đế đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào mà chưa biết mặt bông cúc hoàng đế thì liên hệ với em gửi mặt bông cho mình xem ha. X20. X20 là một cây cúc thọ hương ha quý cô chú anh chị ơi. X20 là một cây cúc thọ hương. Phong mai tàn ha. Cây này em ghép được cũng nhiều bo lắm ha quý cô chú anh chị. 10 bo. Cây này em ghép được 10 bo. Đế nó cũng là đế nở, đế nơm ha. Ở đây nó có mấy con rễ nó nhô lên. Hoành em đo vị trí này được 10 ha quý cô chú anh chị. Cao là 94. Tán ngang là 74 ha quý cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương mã số X20 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 550k thôi ha. 550k em bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây luôn. Dạ X21 nha quý cô chú anh chị. Cũng là cúc thọ hương luôn. Dạ. X21 là một cây cúc thọ hương ha. Dán vào mai tàn, cây này ấm tàn ha quý cô chú anh chị. Hoành em đo được ở đây là 12 ha. Cao là 100 quý cô chú anh chị ơi. Tán ngang là 65. Cây mã số X21 này em giao luôn mình là 550k thôi ha. 550k em bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha. 550 nha quý cô chú anh chị. Cây này nhiều bo lắm quý cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây. X22. Dạ X22 cũng là một cây cúc thọ hương ha. Cây này thì em ghép được cũng nhiều bo ha. Em đếm thử ha. Trên 10 bo ha quý cô chú anh. Hoành em đo chiếc này là 12 ha. Cao là 70. Tán ngang là 58 cô chú chị ơi. Dạ X22 em giao lưu cây này là 400 ngàn ha. 400 ngàn em bao ship cho quý cô chú anh chị mình cây cúc thọ hương này luôn ha. Cây này mình về mình dưỡng nó ra thêm cơi lá nữa là ấm lắm ha quý cô chú anh chị. Dạ X23 cũng là một cây cúc thọ hương luôn ha quý cô chú anh chị ơi. Cây này em ghép cũng được mười mấy bo luôn ha. Mã số X23 cũng là cúc thọ hương. Cây này nó có 3 cái rễ số nơm lên nhìn cũng quái cây lắm nha. Hoành em đây chiếc này 11 hả quý cô chú anh chị. Cao là 85. Tán ngang là 65 ha. Dạ X23 em giao luôn mình là 600. Tiếp tục ủng hộ cho chỗ diễn thí nha quý cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều.